mấy con này hả? Hai mươi sáu con. 26 con, 96 ngày. Tỉa 10 tấn nữa hả? Tỉa 10 tấn, còn gao 5 tấn nữa. Gần như tôm bố mẹ mà. Gần muốn mày tính luôn mà. Ao ngàn mốt, mật độ 800 con. Tổng với ao là 15 tấn.